Và nếu mà chị thấy rằng là hôm nay mình đã học được rất nhiều, mình đã nhận được rất nhiều, mình cảm thấy rằng là mình đã học được cái gì đó, pin mình rồi lên em. trên Facebook chia sẻ cái cảm xúc của chị với lớp học online này. Giảm ánh và sáng. Tác lên tôi vào, tôi sẽ học được những dòng cảm nhận đó, tôi sẽ có thêm năng lượng, có thêm cái niềm tin để thứ năm tuần tới chúng ta lại tiếp tục nói về internet từ giới thiệu từ. Cảm ơn và chúc ngủ ngon. Đi xét tèo mới đấy. Hôm mới nào bác để bác đẩy là em muốn đi xét cái hỏi mình mới khiển được. Cái này sạc mất khẩu.